Ủa chị, lúc mà con của chị bú mẹ phải không ạ? Thì bao nhiêu lâu là ngưng bú? Gần khoảng 4 tháng. Tự nhiên đến một ngày đẹp trời, nó giống như là hôm nay nó đang bú bình thường, qua làm sao tự nhiên nó đẩy vú em Ngày ra. đó không bao giờ đẹp trời. Em không hiểu lý do vì sao tự nhiên mình đưa, tự nhiên nó quay mặt đi chỗ khác, nó không chịu, nó nhè ra. Thì thời điểm đó em cũng căng thẳng, cái xong rồi thực ra thì mình vẫn có máy mình hút sữa, nhưng mà nó sẽ không hiệu quả bằng cái việc mà em bé nó Đúng, mút. em bé mút tự nhiên thì chất sữa vẫn tốt Rồi em cứ hơn. căng thẳng, em cứ cố gắng em vắt vắt vậy đó. Kiểu như là hai mẹ em cũng thấy em cực quá, mẹ chồng em mới nói thôi thì bây giờ thôi, nếu mà nó không chịu thì thôi thì mình cho nó uống sữa ngoài. Thật sự là em cũng thấy em may mắn, kiểu mẹ chồng em cũng tâm lý á, cũng cũng thương về cái kinh tế, thì cũng nói là thôi thì con cứ cho nó uống sữa ngoài đi, rồi mẹ mẹ hỗ trợ được cái gì mẹ hỗ trợ cho. Rồi em bị một cái tâm lý, nó là em không muốn ai đụng vô con em hết, Quá em sao không vậy có chị? tin tưởng thậm chí mẹ em Em luôn. sợ cái gì? Thì trong cái khoảng thời gian mà em rơi vào cái trạng thái trầm cảm đó là em cũng cáu gắt mẹ em được cái việc đó. Mẹ em cứ vô nói là trời ơi nằm đi đừng ngồi nữa, tại vì mới sinh xong là không có được ngồi đâu, lưng Đúng rồi. cứ nằm, mà em cứ kiểu như là em cứ muốn ôm nó, em cứ gọi, em dựa cái gối em cứ ôm nó như vậy nè, em chứ muốn ôm trong người. Vậy thì sức khỏe sau sinh của chị nó còn những gì thay đổi nữa không? Hồi đầu á em đơn giản em chỉ nghĩ là cái việc khi mà mình sinh xong á mọi thứ nó sẽ trở lại như cũ, nhưng không hề. Sao em có một cái niềm tin tinh khôi vậy Tú? Thực ra là mình cũng phải can thiệp, em cũng phải dù kiểu như mình uống thuốc bổ, em đi tiêm thẳng chất dinh dưỡng vô vô da mặt em luôn, tại vì là lúc đó là da dẻ em nó khô, rồi mình phải sử dụng những cái giống như là nách nè, nách mình thâm nè, mình phải làm cho nó hết thâm. Cứ sáng dậy là uống thuốc này, rồi đến trưa uống thuốc kia, rồi cứ xen kẽ là trong một ngày là em phải sử dụng thuốc, tại vì bác sĩ nói em bị mất quá nhiều thì em phải bổ sung nhiều. Mà chị có bị mất trí nhớ không? Có giảm trí nhớ kinh khủng, chị vừa mới nói chuyện với em xong vấn đề đó. Quay đi cái lại chị hỏi Đó, giảm trí nhớ kinh khủng, mà cái hình ảnh mà trong gương mà mình soi lại không lúc bao mới giờ không bao giờ quên, phai nhạt, là không biết bao nó giờ. chấn động tới mức độ nào. Ủa giống như em á, giống như là ủa giờ mới đây mới vừa ngày hôm hôm kia có người gọi điện cho em, nó kêu chào em Thanh ơi, chị là ở bên ơi, Gì sao chị có á, một số gì nè quên. chị nói gì vậy chị? Chị nói lại chị. Ok hiểu rồi. Ủa hồi nãy không, cái khúc trước đó chị nói gì vậy chị? Vừa nhiều khi là vừa cúp máy xong mà của mình nó ủa nãy giờ mình đang nói cái gì vậy ta, phải gọi ngược lại hỏi lại cái vấn đề đó. Em không biết làm sao để khôi phục lại được luôn. Thậm chí là cái bữa mà trước khi đi quay này nè, là em cực kỳ lo lắng, suy nghĩ trời ơi, giờ bây giờ hả, nhiều khi người ta kể chuyện cái mình ngồi nghe cái hồi mình quên Quên hết người ta mất kể công gì lại sao hỏi ta lại nữa đúng không? thì đó. Trời ơi, phải nói Nam Mô không được quên kể chuyện. Nam Mô không được quên tên khách Không, mời. thực ra là chúng ta phải tìm nhiều cách á, có cả cách bên trong lẫn bên ngoài. Ví dụ như như Tú nói là hàng loạt những cái việc mà bổ sung các loại chất trong thuốc uống nè, với chỉ định của bác sĩ, nhưng mà bên cạnh đó là mình phải coi lại. Ví dụ mình phải hỗ trợ phương pháp làm việc ghi chép, hoặc có người nhắc việc, hoặc là Đúng bằng rồi. một cái công cụ nào đó. Cho nên mới thấy rằng là cái hành trình bỉm sữa nó không dừng lại ở cái tã, cái hộp Chính sữa xác. và đứa nhỏ, mà nó thực sự là cả một cái sự chấn động về cuộc sống của bà mẹ. Thay đổi hoàn toàn. Đúng. Tính em thì trước giờ em thích la cà tụ tập, và trong cái khoảng thời gian mà em bị cái đó nha, em còn suy nghĩ tới mức mà tự nhiên cưới chi gì, đẻ chi gì, mà bây giờ Giờ mình vậy phải như vậy. vậy. Rồi em nhiều lúc em muốn bỏ, Rồi mình em phải kiểu như em muốn bỏ vậy. đi luôn á. Bao lâu mình mới cho ông chồng mình đụng lại mình, khi mà trước đó sau khi soi gương mà Trời cứ ơi, cái đuổi chuyện đó đuổi là em đuổi? nói là em buồn cười. Một tháng sau khi sinh là bác sĩ hẹn tái khám. Mình không biết thì mình hỏi. Thì em hỏi bác sĩ là ủa bác sĩ ơi, thì sinh xong bao lâu thì hai vợ chồng mới gần gũi lại nhau? Thì cái chị bác sĩ đó, chị vừa cười chị đó với em, thì chị nói là theo dân gian ông bà hồi xưa á, nói thì phải 3 tháng 10 ngày hay sao đó. Thì em về em nói với ổng vậy. Em nói cái mà kiểu buồn cười là hôm đó đúng một tháng là thôi thôi là con nghe. Ê, đầy tháng. Thì ổng kia ổng muốn chở em đi khám mà kiểu như là rậu được, rậu được. À đúng rồi. Kiểu Anh ơi, đi em nhớ ổng còn up cái status nữa, mà hồi đó em đọc cái status đó trên Facebook em không hề hiểu. Trời ơi, ổng hào hứng tới vậy luôn hả? Ổng Ông là cái ý gì, là hôm gì? nay là cái gì, lành tháng gì đó, ổng hashtag ông ghi là tối nay làm gì. Em đọc em không hề hiểu. Em không hề hiểu. Lát hồi mọi người đều cười, em quay qua cái cho em hết hồn chị. Cái xem các em vô em comment không có đâu mày. Bác sĩ nó 3 tháng mới được nha chưa. Đó, cái quay qua kiểu đâu bác sĩ nào ở đâu ra có dù 3 tháng. Hoàng Hốt đang sao tốt, ngày lành tháng tốt anh hốt em luôn. Rồi tới đó làm gì? Không làm gì hết chị. Tại sao, tại sao? Tại vì em cũng đọc, em cũng xong về em cũng Google search, thì hỏi thì cũng coi này kia, có người thì cũng nói là tùy cơ địa mỗi người. Bác sĩ lúc đó có nói em là thì mọi thứ của em bình thường. Thì bình thường thôi. Nhưng mà em vẫn sợ. Như vậy thì có đúng tới 3 tháng không? Nếu như đã Không. giữ gìn thì có giữ Chị gìn tới 3 tháng nghĩ không? chị đoán xem, chị đoán xem là chồng em để tới 3 tháng không? Em nghĩ là không. Thấy chưa? Chồng em có thuyết phục em không chịu đi chăng nữa. Thì cũng Bây đâu giờ được gì người khỏe đâu. người yếu, nào khỏe hơn nào thắng thôi. Đó là vậy đó. Ôi đó là một cuộc chiến nữa. Nó lại là Ủa, một cuộc chiến em chợt nhớ tới thằng Khánh của em. Khi vừa mới đẻ xong thì cũng có đòi hỏi xong kêu không, em không cho.
ta sẽ nhào tới tao vừa tới tao cứ bớt một cái nực nghỉ luôn nín luôn mọi thứ trùng xuống em nói là không chưa được tét chết mổ không được rồi sao bạo lực gia đình vậy em nói rất là nhẹ nhàng thôi nha không được đâu tét chết mổ anh Hồng nha tao nói không được nha tao nói vậy nó đang nhỏ nhẹ bây giờ nghe tao kia tái nhưng mà nín lên chờ tôi nghi sao bữa nay hai người này follow Facebook của nhau luôn để chế độ ưu tiên xem trước luôn á đồng cảm gì mà dễ sợ luôn á nhưng mà có một điểm không có tương đồng là bà này bà hay đánh chồng lắm chồng em thì có đáng đánh không trời sao không chị cái gì vậy vậy là có tật xấu đúng không chị trời ơi bao là không em không diễn tả được có chị khi nào ơi. Em nghĩ rằng là bởi vì em kỹ tính hơn nên em sẽ thấy bạn ấy có nhiều cái chưa được hơn không tật xấu thật ra chồng em thì kiểu như chỉ có cái kiểu mà gắt ngủ thôi tại đây cái giận cá chém thớt là cái đến bây giờ giận cá chém thớt hả là đôi lúc là hai vợ chồng vẫn sẵn sàng nhau vậy đó đang bực mình ví dụ đi ngủ không đủ giấc cáu gắt ok cáu gắt tất cả mọi người nói chuyện nói ra những lời khó nghe em là giờ ok em không nói có một hôm là em điên tới mức là con em thì cái lúc đó là trong nó đang trong cái tuần gọi là wonder week nó bị khó chịu thì nó đào bồng ông này khó ngủ thằng nhỏ nó thực ra là thằng nhỏ nó không muốn bú em nhìn là em biết ông có rút bình sữa vô miệng xong lát cầm chỉ biết cầm nguyên cái bình sữa quăng bởi vì con không có em đang đứng trước mặt em qua em hỏi làm gì vậy bình thường là em sẽ im em không nói nhưng mà hôm đó là em quá đi rồi em nói là làm gì làm nhưng mà để mà dẫn cá chém thớt lên con lên đứa con là em không bao giờ em chấp nhận được em giận em không nói chuyện 3 ngày em bỏ đi bỏ đi 3 ngày luôn lúc đó là em có suy nghĩ trong đầu là em không tiếp tục sống với cái người này nữa nặng vậy luôn một hành động nhỏ mà có thể quăng ra tại vì những cái hành động mà bạo lực trước mặt con nhiều khi nhìn thấy rất là khó chịu giận cái gì giận nhưng mà đối với em ví dụ em cũng thiếu ngủ nhưng em không cấu gắt với con anh bản thân anh biết anh sai tại sao anh không thay đổi có nghĩa là em không bắt anh thay đổi liền một cái rụp nhưng mà anh phải anh phải ít ra phải có cái gì đó chút xíu cố gắng tí xíu là cái đó được đó là đỉnh điểm rồi em nói luôn là em không chấp nhận cái lời xin lỗi đừng nói xin lỗi với em là đó em suy nghĩ trong 3 ngày đó em suy nghĩ tới cái việc là em có không muốn dừng lại ở đây không chính xác em không muốn tiếp tục nữa tại vì bây giờ nó mọi thứ nó mới bắt đầu nó đã như vậy rồi về sau thì sao thì ông cũng có nói là anh chưa bao giờ anh nghĩ đến cái việc hai đứa mình sẽ chia tay hết nhiều người cũng khuyên em cũng nói em là thôi thì bây giờ cũng suy nghĩ lại tất cả mọi thứ chung quy lại cũng chỉ vì con thì mình sẽ suy nghĩ lại ok thôi hai vợ chồng thì cũng bình thường trở lại thật ra cuối cùng mình cũng đã bao dung đúng không Vậy thì sau cái biến cố đó bà tổng hợp tất cả những tật xấu của chồng chị thì ngày hôm nay chị có gì muốn nhắn gửi đến chồng chị hay mong muốn thay đổi cái gì với chồng chị không? Anh bớt xàm lại giùm em. Anh bớt làm phiền em mỗi tối mỗi khi em đi diễn về. Trời ơi nhiều lúc em đi diễn về em mệt, vừa nằm xuống khác xà lại nhiều, là chị biết nhiều lúc á mà em nói là em chỉ muốn ở ngoài em không có dám về nhà tại em về nhà em phải đối mặt với biết bao nhiêu kiểu như là con quái vật nó hiện ra trước mặt em với chị. Mỗi lần em làm vợ chồng em là em chỉ im lặng thôi. Là thanh niên nó sợ. Còn kiểu mà mỗi lần em đáp lại một cái gì đó là kiểu như thanh niên là kiểu ai nói nghe im lặng thì thanh niên nó sợ. Em sẽ áp dụng sự im lặng cuối của cùng là bây giờ mẹ bỉm sữa nào nhắn tự nhiên cái tự thành nhắn gửi thánh luôn vậy đó à. Không, thực ra thì với cái trải nghiệm của Tú ngày hôm nay á thì chị chỉ có một cảm giác trong cái câu chuyện của chúng ta thôi. Thực ra thì đằng sau một cái sự mạnh mẽ như thế nào đi chăng nữa thì cái tình mẫu tử nó luôn làm cho các bà mẹ có những cái giới hạn rất là vô biên, mềm mại hơn, nhẹ nhàng hơn, bao dung hơn khi mà chúng ta làm mẹ. Dạ đúng. Và chị nghĩ rằng là cái giá trị làm mẹ nó nằm ở chỗ là chúng ta cùng với con thay đổi và tạo dựng ra những cái điều tích cực cho cuộc sống của mình. Vâng, xin cảm ơn lời chia sẻ của chị Tu Nhi A và chúc cho gia đình của chị Tú ngày càng thật là hạnh phúc và con đường sự nghiệp của chị ngày càng thăng hoa, phát triển hơn nữa nhé. Chương trình Chấp Em Mẹ Biến Sửa của chúng ta ngày hôm nay đã kết thúc rồi. Chương trình được phát sóng vào lúc 15:20 thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Và trong trường hợp quá bận rộn thì chúng ta sẽ xem lại chương trình ở kênh YouTube MCV Media hoặc cổng thông tin lớp TV. Ai những mẹ biến sửa nào muốn tham gia chúng ta đừng quên hãy đăng ký trong fanpage là Gia Đình TV mọi người nhé. Chào và hẹn gặp lại.
Khi mà biết tin mà em mang thai đó thì thật ra là em chưa cưới. Sáng hôm đó nhập viện, nó đau kinh khủng luôn. Em đang nghĩ, nói chị ơi, em nghĩ em không chờ sinh thường nữa, em quá đau rồi. Y tá liên lạc với chồng em không được. 30 phút sau, độc lao một lần nữa, kêu đéo một lần nữa, anh ấy chạy vào hối hả.